làm giả tạo ác chi cho quả thêm cay, cho người vui hơn việc cho buồn, người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo. Bất lâu lâu rồi con về con ngồi con đợi con tới ngờ chân hiền về chân thầy mẹ hiền cho đúng đi là trạng niên mẹ ơi đây con gái lấy mẫu hoàng chính cho anh thì nữ cứ quay phong đợi cho tiếng dài dinh cho về đằng đi đằng đi đằng trình nhìn con thơ làng cơ đằng căn tiền con xin mẫu chính chi giờ tiếng hiền gian điên trần nghi cho đón con tiên gian và lên căn sắp trời cho chúng sanh về đây đây đây. Mẹ ơi con hiện nay về đây. Bỏ ta muốn bên đây mẹ thương cho nhị đồng đi ra đời mẹ tìm con yêu chờ con tìm đến đến đi hồng cung cùng chung bên đến cùng đi hồ hoàng con nhị đồng xuống trong hồng giang gia hi mẹ linh thiên mẹ điện tăng duyên cho chị em con xa bước cái thiền đi cùng nhau đến đến hồng thì trong đại trường xin cha ngọc hoàng thượng đế chứng lòng con có con mẹ hồng ân cho nữ tướng hồng quay linh căn con mẹ về đóng vai hậu cùng hậu hoàng mẹ ơi mẹ giáng hiện chân mẹ cho chúng yêu căng căng tiền con mẹ về hậu cung con này giờ con chờ cái cung cho nắng yên hồng mẹ đến chung trầm đồng con cuối sầm chúng sinh mẫu hoàng chứng chiếu cho chị em con đồng chúng tiêu trầm về linh căn con mẹ trên nước bên đường thi con mẹ dẹp đi à mẹ ơi mẹ cho xuống bông á cho em tiền con ở phương xa về nước đi à ăn thi về đây đi đến cho con đi vào xin mẹ chiếu tiền tăng tiền về cung tiền là con của mẫu hầu cung trần cho chị em bước lên thiền nam giờ bậc ấy say tây an chúng đi đại buôn đại đi đại đồng mẹ y sang mẹ ăn phù lý tính có u xì tăng hay mua lý không họ ơi xin lý tăng hay họ xì mẹ a phù lý chân thiên mẹ giang điện giờ linh mẹ chung đúng ngày 18 tháng 11 năm nay vì năm dần con mẹ đến hầu cung mẹ ơi cho chung đôi cung đi căng căng tiền về đây về hiền cung bước qua các cô hiền đông đến trời nay họ xin cánh cuối cần thì họ xe ma a phù
mọi cung tiên của mẹ xuống trần gian thế phúc cơ truyền mẹ chuyển cơ duyên về con tình tấu trên riêng cha đây chân chiêu cho căn con hậu thề con của mẹ xuống phúc cơ tiền hầu cung đại quốc ơi ca căn tình về tình tình đây trang nghiêm về đến căn tiền cho đến căn yêu về cung tam cõi về ý trong đại đồng thương mẹ ơi thương con cần hề đây xin đi giang lâm điện trần cứu độ quần thanh con mẹ ở trần đi đau khổ trần thanh con xin nguyện mẹ đây đi chào cho các con trở về hậu cung ở đại đồng chúng sanh đây còn bệnh là hết chưa hết á các tâm này không vui với trần đi mẹ ơi giang điện trần gian cho chúng sanh hết bệnh ra đi tu hiền bệnh này của bệnh thiên cơ không lỗ tướng sang trần này con chỉ xin là bút cơ duyên về cho em con xuống vô bút qua cờ thiên cho đây cúng sanh là a phù liền chữ thi đại đồng là trường thi đại quốc con xin bút này mẹ chỉ lệnh con dơ giờ con đây chi tham phù lì a phù lì a phù lì hình bút cơ truyền mẹ cho tiền pháp mơ đáp nghĩa công trình cho nghĩa tư ân về đến cung của mẫu hoàng cung mẹ ơi giang điện giá lâm xuồng trần ghi tên vào cho tâm là mở trí ý cung đình mẹ chỉ dạy hai cơ và con đây xuống bút với cờ duyên về đến cặn tiền hạ bút cờ tiền xin điển thiên ghi vào trong lớp cho lớp lan này có đàn Phật tử Mô Ni là Ni Cô là tướng quyền ghi ngày nay về đây đi thi học hồng trần nãy con xin phần cho con xuống điển chúng tăng tiền cho bút cơ thiên đồ thi tăng ha phù li đi ha phù li a phù li mà để thi tăng hay cảm phù ô si cần hay tăng khám phù mẹ ê sang thay khám phù lê xa ô si cần phù xin bút thiên mẹ cho chị là cung chỉ lĩnh cơ truyền cho phán đạo con đi mẹ ơi cho điên quyền linh cha đầy ân ký cho con đi thì học đường đạo thiên là ký lĩnh có con về có lĩnh cung chi họ ơi con biết đưa đò thay ngày nay con xuống bút cơ gì đại đồng cứu cho trần hồng hết bệnh là con chết tết năm này cho được yên thân bệnh chi đau dưới trần ni cho sinh mẹ trang điện giá lâm cho tâm dừng con thi này thi học đại thi học đi oxy cần than phú đi tí mò oxy tăng hay ăn vô để sang ha phú đi để sang con đi tề thăng hà lý ý tăng hà phú đi minh thanh ha ô si ai tâm hay bon đi ô si cánh hại a phù lì hình con đi tì tăng hà bôn lì a phù lì cánh hí tăng hí ô si tăng hay bon lì có phù si tinh khăn phù sinh hay tăng bôn lì cánh thí có lì kề sang há ăn phù mò ô si cánh hà bôn lì ô si cánh hà ô si tinh hại ơi sang thầy tàng phu lì kỳ xích tàng hầy an phổ lì kỳ mỏ lì kỳ sẵn hạ buôn lì cải thay ở si cảnh thản thị lan hòn mô hồ si cảnh hạ bu lì kỳ sinh khánh phổ lì tư than thải ở si tình khánh phổ lì tư mẹ tư tăng khỏi lì tư tăng phổ mỏ lì cảnh bu lì kỳ mệt tư sang thầy ở si cảnh hải bán lì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ đây cái con hết hồn rồi. Mà các con không thể
thì nãy giờ ba dạy con sai rồi, không phân biệt các con ở nơi nào cả. Thì nếu các con làm đúng thì con nguyện dưới mẹ mình, còn nếu con thằng nhỏ còn sai si chưa hảo đạo thì xin là đạo mẹ thì
ban điện cung chi hầu cung hoa năm sau năm màu chung đường hai cương thường cho nhỏ về ô điện thường cho bọn đạo con thiền cái ma cha sắm bảo chung quan chung quy hoàng mẫu thương tình con hồng hải nhi thi học trường thi là y trong lịch sử đạo vì chung nhau bắt tay vào cung đấu trình để con thơ làm trò cho cô đi tam phu thường cho nhi đồng xuống trần thiền nhi phải nhớ điện thiên cung trần về cung hạ bốc cơ truyền trung trực là tâm ý thi đại trường chưa hiểu cung trần thì nữ tướng cho biết phân hầu cung về chung quy đại đồng trong cung của linh sơn thanh mẫu cung chung hậu tròn không dám làm lực sai trò hiền xin bụng kỳ truyền pháp linh do điện thiên cờ con cuối sinh mẫu hoàng chứng chi lại để con xin đi mẹ cho đi thằng khổ mò ô xe mê xin điện thiên mẹ thả bút cơ tiền cùng nhau bước lại con thuyền cổ hoàng sân chia hoàn đi phản phía sân chia sân chia sao qua phản đi chia cơ cơ chia sân phản phía phản chia sân chia phá chi đi xin phía xa kia hoàn chi hoàn đi phản biển chính chi san chi phan chi phá khí chi san chi phá khí chiến chi phan chi san chi phá phan chi so biển thân kia phan chi phan chi phò biển chi san chi phan chi si phan chi san chi sa khứ phan chi so sân hai mà tại em sân hai có chị cân hà mấy ạ sân hai mất đến cái con nhé sân hai mấy ngàn con áo vô lệ sân hai ăn vô lệ hay sân hai ăn vô lệ ạ sân hai mất đặt nặng áo vô lệ ạ sân hai mất đặt nặng mẹ ấy hay sân hai mất đặt nặng Thank you.
hồng đi tặng cô hiền tí cho căn mẹ về hầu cung trọn đạo tư ân gia tiền nghe dò ra hạnh phu lệ thi mang thay họ si tăng hay có phu nghe dò ra có tiền đào hồng dân lời mẫu hoàng trên tiên con là nhi đầm xuân thấy chân miền và đầu tiên mẹ cho cô hiền nhận điện huynh vân à thả tiền về cho cung nhi mẫu hoàng quân cùng nhau em nhà nhà cũng là đại chưa thăm người nào cũng trần là khi định cờ đầu bắt canh vào cung nhi trong nói vấn tiên gọi con về đây là học đào học cho cắn tăng tiền hoàng quýt bên nhà hô đào tiên cho con mình về đào tiên xuống đây là con tình thần họ chỉ tắm hà phù đang duyên nhớ lại hai mi tăng đây là quýt này không đề xuất ra mà công tề dương đây cho nhân là nhi đồng xương thay bút trình quá thương thăm bồng cho con dòng đạo tiên về đây có chiêu gặp lại tăng tiền tiền là tiền có mẹ là chung nhưng ai chị em cùng bước trai đồng về con dòng tặng cho cô hiền về kỷ bình chúng sanh quân quýnh bên hào để con trao đổi trần gian cho các tay đầu có vui sinh mẫu hoàng thương tình cho âm bọc con thơ trở về cùng tội ngay từ những ta thì ấy tan qua biết là phù điều càng phù anh mẹ áo con mẹ đây nắng cho con về đây con hát chẳng gian mẹ đứt tay mẹ đứt kia đi tiên này con thì hay đi con tặng cho mi nít tiên ấp còn đợt này ấp cho con dòng cho đủ nha có ai con yên tay đại quốc cái trẻ mà bắt cái bắt trò mà nhỏ thì con yên vui đùa đừng băng bắt gì dòng cô xin mẹ để đi giúp cho con trẻ học trần trên dưới nó được hòa thuận ta cho một cơ hội chứ ta không cho hai nay ta cho lại cô về mẹ cho cô biết ở phi lịch kinh lành phu si tăng hằng lễ dòng này con cao trăng hướng ngoài hướng đông vậy con đồng cháu tiên đi của hòa đồng vậy trần hồng bản cờ linh của mậu dương ngầm đây ấn dương phi linh trong thiên đại đồng về con đồng trở về thiên cơ về con nhỏ chồng em cho tiền quay cho linh căn về thiền chung bước là thước đo lòng con gầm giáo tiên có duyên gặp lại phương xa mà cùng đến ngôi cha vẫn còn đây không có để con biết mà con là không xéo không xuyên về đăng tiên hà bút thơ truyền về ấp về ấm tôn đức cổ thiền hoàng con mời con ông cũng bắt tay đàn của ông ra chứ ông trốn ra cho mẹ làm chi con là cái ông sư là cô sinh con tạm cô chứ cô sinh mẫu mẹ diêu cung nhi đồng là
ban biểu cho quan âm tử cung của đại trời Phật còn bay về ban tròn này quay dò ra mẹ cung tha thứ trần hàng giảm biển gia lộc còn nhi đồng tặng cho âm về đời vì bàn xuân thay lần này tìm thuê để về cung cõi của Ngọc Đê nghe không bánh này là bánh trồng dòng xanh nước chảy thì bảy bằng con nào biết mẹ biết cha trở về cung cõi con đi xa còn lặng lội cũng cần để dân anh lo xin ông không tặng chung mọi người ông về tặng lại con người ông này cũng có tổ có thầy ông đến đây cũng gặp lại bé Nhi ta ở tầng này nghe không tiên ban mẹ ban cũng căn tiền chúc cho căn tiền về trong điện thiên cơ thấy nhiều con tặng ông về đây mình lo hết cần đâu còn tặng cho mấy cô tướng nhậu về nhớ là không có xuống đâu nha cô đi theo nghề này còn khổ gian cùng cô đi chung nhé đắng cay như cô nằm ở dưới da dưới đất không có nằm được trên giường nha ông cô con còn rất hoài để con xin mẹ con đi đường quê xin mẹ chúng ta trốn tránh nhiệm vụ lấy điện thế của mẹ mà trốn không làm nhiệm vụ con xin cái này nha mẹ chầm phải chiêu con vui xin mẹ ơi mẹ ơi ban điện trần nguyện cho con của mẹ xuống trần con xin quýt này quấn quýt cùng nhau giàu xa cách biệt mà tiệc nay giữ đi trong cõi cộng đồng con xin cha mẹ chiêu điện trần hồng xin mẹ là mẹ máu diêu cung để con tặng cho cái nam này nó đi quấn quýt bên tàu nặng nó sắc son nặng làm có nhà lầu ấy mô phật để con có nhà lầu con nhớ cho bé Nhi miếng nha nhớ nhớ tại cái cô này đi về cực khổ dân chung quá ha con thấy cô cực lắm á cô dễ thương mà cô khó quá ở nhà cô lau nhà hết dọn giữ lắm ha là giỏi quá cái ông đó ông có khi ông ăn hiếp đồ ha để con về con mé cha rồi ông không ăn hiếp con cái trần gian nữa nè con nói vậy đó con đợt này con tặng ông rồi ông nhớ ông không có ăn hiếp công chúa nha công chúa đi kiếm thuốc cực lắm nha đừng có ăn hiếp tiều dương ấy làm nam mà làm cả quan đều chắc còn là nữ đi kiếm thuốc mà nặng cũng đất mà biết lết đi lại ông con nói vậy có phần đâu mà con ăn cái mút này không hết con ăn mà mút con muốn cho cái này uống nè muốn ăn cả ăn ăn con làm mấy cô nữ cái cô tiên nó về ẩm cái bữa cái phòng đi ẩm cho dần dần đất nha đừng có hỏi dần dần đặt dần hổ tơ cho con lại nè nhận lệnh quyền lính mà phải nhớ quà nhà nhà an tịnh để về vịnh gốc cây mô ni về trường thi của mẹ có đi nay gặp bên tiền y xa cách biệt trăm ngàn nay là đàn kêu gọi trần gian
chốn sanh toàn quy quốc mà không biết luật pháp triều đình. Con nhìn cảnh mẹ mình nhìn cảnh đau thương, mẹ ơi mẹ thương con, từ nay con làm con lại cận kề. Con về cung của hoàng cung, con hầu cho trọn đạo, tư ân hiếu nghĩa với bộ quyền, con cũng đứng lẫn là thiên cơ. Thầy mang điện quyền linh, vì Tây An là bộ sơn thăm kỵ. Nay con quỳ trước đảnh lễ tam quy, mẹ ơi cho con thi đại học trung ương của đại đồng. Giờ con gái của mẹ hầu cũng là cộng nhi nợ. Xuân trần miền con chỉ xin tiền mẹ ban điện quyền linh, để cho con giao trầu câu chuyện trong tiện tâm lòng. Gieo thiền phải nhớ là hiền nơi hậu, đậu trên cành mẹ biết ngõ biết ngành gian giái quyền linh. Con là hầu cung di, mẹ mẫu chiêu trì cung mẹ thương con dạy chung đồng. Nay cuối sinh cà hồng hài nhi để thi học đạo, vào cảnh trận biết phần con là nhỏ là chú tiểu hồng nhi. Nam mô Phật, con kính trình cha mẹ ơn trên thầy tổ cho con nhân lễ trầu cao. Nay cho con giao tròn bổn phận, con đi là hành trình cho chị em con xa phương cách biệt, nước trong nước ngoài là tiệc dự thi, cùng nhau làm y trong lệnh của mẹ ban tiền, để cho căn tiền này hậu lại tròn thiên tròn đạo, để cứu độ dân lành. Nước ngoài thì ra tay cứu độ, nước trong thì cũng ngộ tấm lòng. Chị em gieo trồng hạt giống Như Lai, để làm theo lực đúng theo thiền rồng. Nay cho các căn hầu cung làm tròn sứ mạng, nay con xin mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu chứng lòng cho nữ tướng thông quay. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính tình 18 tháng 10 hè mạt năm Nhâm Dần, cho đoàn con được chị em con 28 Phật tử đầy đủ phước duyên trở về thi cử học bài. Nay trả bài trinh thi là trong đại phục trùng hội phùng lâm dân. Nay con cung kính thỉnh mẹ giáng điện giá lâm cho chị em con tâm được tịnh, huệ được thông, nhãn hiệu thanh tâm an lạc, gia đạt được thành, hầu cung với mẹ vui vẻ để khỏe mạnh bình an. Khi đi thì dò cầu được trí huệ, khi về thì phải cận kề bên thầy với tổ, để báo bổ con về trở về con thơ. Nam mô A Di Đà. Đâu có sợ gì người mẹ nhà mình.
Đến đây Hoàng xin phép cô chú anh chị và các bạn Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ bấm đăng ký và những cái chuông để đón xem những video tiếp theo của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị và các bạn. Hoàng xin chào tạm biệt. Bye bye.